thì tôi xin nhắc lại, Reaser là một công trình khoa học đến từ tập đoàn Junet, sử dụng công nghệ sinh học cấp độ tế bào để chất lọc các chiết xuất, các vi chất, đa chất từ trái cây tươi đi trực tiếp xuyên qua màng tế bào để sửa chữa chuỗi ADN tế bào bị tổn thương và đồng thời nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch. Reaser chứa nhiều thành phần chống lão hóa mạnh, phòng ngừa ung thư, tim mạch. Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng đang sống ở Mỹ tin dùng để ngăn ngừa các loại bệnh và nâng cao sức khỏe. Ở các nước như Mỹ, Nhật, Đài Loan thì sản phẩm Reaser được coi là thực phẩm y tế và được các bác sĩ kê cho bệnh nhân của mình. Nói đến những lợi ích mà sản phẩm này mang lại cho con người thì đầu tiên phải kể đến đó là thực phẩm tinh với chỉ số Ca-e 37,1 đơn vị đi trực tiếp vào tế bào thông qua niêm mạc và động mạch dưới lưỡi nên nó có tác động nhanh và hiệu quả rất là nhanh. Reaser có các điểm mạnh hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa hỗ trợ phòng và chữa bệnh, làm đẹp hiệu quả. Cụ thể như phòng bệnh, nâng cao hệ miễn dịch, tái tạo, sửa chữa, phòng bệnh. Với những người có bệnh mãn tính, ngoài nâng cao hệ miễn dịch, tái tạo, sửa chữa chuỗi ADN và tế bào bị tổn thương, nó có thể làm kiềm hóa cơ thể. Với những người có bệnh nan y như ung thư, HIV, ngoài nâng cao thể trạng, nâng hệ miễn dịch, khắc chế virus hay tế bào ung thư, làm kiềm hóa cơ thể và cô lập tế bào hay virus. Với những bệnh liên quan đến gen và di truyền, sửa chữa chuỗi gen và ADN bị lỗi hay tổn thương và phục hồi về cân bằng năng lượng, cân bằng âm dương. Với các bệnh về da và máu, nó phục hồi, sửa chữa, đào thải độc tố, sửa chữa cấp tế bào và kiềm hóa cơ thể. Bởi những lý do trên mà sản phẩm này là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đối với những người muốn ngăn chặn quá trình lão hóa. Sản phẩm này phù hợp cho cả nam và nữ với mong muốn duy trì một sức khỏe tốt và làn da căng trẻ. Tiếp theo, những người đang mắc bệnh như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, loãng xương và đau nhức xương khớp. Sử dụng Reaser cũng rất tốt cho người đang trong quá trình điều trị phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, mong muốn duy trì sức khỏe hiện tại, cần bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể sau quá trình phẫu thuật. Còn đối với những người bệnh mới khỏi hoặc đang cần bồi bổ sức khỏe do ăn uống không ngon miệng thì Reaser sẽ giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể chỉ với 2 hoặc 3 gói sử dụng mỗi ngày tùy theo nhu cầu kinh tế của mỗi người. Khi sản xuất ra sản phẩm công nghệ hỗ trợ tế bào gốc này thì còn là một tin vui cho những người đang mắc bệnh hoặc muốn phòng ngừa bệnh ung thư bởi nó giúp phục hồi và đẩy mạnh chức năng của tế bào gốc trong cơ thể chúng ta, giúp chống lại bệnh tật mạnh mẽ nhất. Và còn một điều hết sức tuyệt vời là sản phẩm này phù hợp với mọi độ tuổi, là một sản phẩm dinh dưỡng cực kỳ tốt cho những người không bị dị ứng với các thành phần của sản phẩm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần chú ý về việc sử dụng loại sản phẩm này để đạt hiệu quả và tránh rủi ro ngoài ý muốn, đó là đối với phụ nữ mang thai và đang cho con bú, chúng ta cần cân nhắc khi sử dụng. Với những người chống chỉ định với các thành phần trong sản phẩm, cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Cách dùng Reaser thì vô cùng đơn giản. Với người lớn phòng bệnh, mỗi ngày một gói 30ml chia làm 6 đến 7 lần, chúng ta ngậm dưới lưỡi. Khi nhậm nhạt thì chúng ta sẽ nuốt vào. Một gói chúng ta sẽ ngậm từ 40 đến 60 phút. Sau khi ngậm xong 20 phút, chúng ta sẽ uống một cốc nước 200ml. Nó sẽ đạt hiệu quả tuyệt vời. Hoặc uống một gói vào buổi sáng và một gói trước khi đi ngủ để nhận được hiệu quả tốt nhất. Cách uống là chúng ta hãy uống ngay sau khi mở gói vì sản phẩm dạng gel nên dễ bị oxy hóa. Ngậm từng ngụm nhỏ khoảng 3ml mỗi lần để khoang miệng tiếp xúc với dịch dạng gel, giúp hấp thụ hiệu quả hơn khi tiêu hóa. Với người bệnh, tùy khả năng kinh tế mà ngậm, nhưng tối thiểu là từ 2 đến 3 gói trở lên. Cách dùng, chúng ta pha một gói với 30 đến 50ml nước, nhấp từng ngụm như uống trà sẽ hiệu quả với người đang bệnh hay ung thư nặng. Với những người bệnh huyết áp thấp nên dùng ngay sau bữa ăn. Với người đang sử dụng thuốc chống đông, sau khi dùng sản phẩm gel Reaser phải uống thật là nhiều nước. Với trẻ nhỏ hay những người bệnh liên quan đột biến gen thì liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và có phác đồ riêng. Hiện nay thì sản phẩm này vẫn đang là công trình khoa học có tính đột phá nhất trong y học thực phẩm chức năng. Với quy cách một hộp có 30 gói, các bạn có thể dùng Reaser Junet bất cứ lúc nào. Hoặc nếu để điều độ, bạn có thể sử dụng 2 lần trong ngày, một gói vào buổi sáng và một gói trước khi đi ngủ.